Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Vietnam TV. Kính thưa quý vị và các bạn, không phải chiến đấu cơ F-35 của Mỹ và Rafale của Pháp mới là đối thủ nặng ký nhất của Su-35 cả trên thị trường xuất khẩu và đối đầu trong một cuộc chiến có thể diễn ra trên không. Dù cho chiến đấu cơ F-35 của Mỹ có sức mạnh đáng gờm, tuy nhiên việc tiếp cận với dòng vũ khí của Mỹ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Họ bán hàng luôn có những điều khoản đặc biệt mà không phải quốc gia nào cũng đáp ứng được. Vì vậy, tiêm kích Rafale của Pháp là một giải pháp thay thế cho F-35. Pháp sẵn sàng bán tiêm kích Rafale cho các nước quan tâm và ít khi đòi điều kiện chính trị đi kèm. Dưới thời Tổng thống Macron, Pháp ngày càng đẩy mạnh quảng bá để xuất khẩu tiêm kích đa năng Rafale. Thậm chí họ còn ngỏ ý sẵn sàng bán cho Ukraine nếu nhà nước này yêu cầu. Việc các đối thủ tìm tới chiến đấu cơ Rafale của Pháp đặt ra không ít thách thức cho nước Nga. Thứ nhất, dòng tiêm kích Rafale của Pháp có thể đe dọa vị thế xuất khẩu của con gà đẻ trứng vàng là tiêm kích Su-35 của Nga. Nhiều quốc gia tìm tới chiến đấu cơ đa năng Rafale như một giải pháp thay thế sau khi bị nước Mỹ khước từ bán F-35. Thứ hai, là tiêm kích Rafale có thể sẽ là đối thủ mạnh nhất của phi cơ Su-35 trên bầu trời khi Pháp và một số quốc gia đối thủ tiềm tang của Nga đã và sẽ sở hữu dòng tiêm kích này. Công bằng mà nói, Rafale đang là một trong những dòng tiêm kích thế thứ tư hai cộng mạnh nhất của phương Tây. Năng lực tác chiến của Rafale được đánh giá là tương đương, thậm chí nhìn hơn cả Su-35 ở một số thông số như tải trọng vũ khí và thiết bị điện tử. Được coi là một nét tinh hoa của người Pháp, Dassault so Rafale là một máy bay chiến đấu đa nhiệm vụ, hai động cơ, rất linh hoạt và hiệu quả. Rafale được trang bị hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, buông lái kiểu nhà kính hiện đại với các màn hình LCD khổ lớn cung cấp thông tin chi tiết về vũ khí, nhiên liệu và môi trường xung quanh máy bay. Một trong những điểm độc đáo tạo nên sức mạnh cho chiến đấu cơ Rafale là hệ thống chiến tranh điện tử tích hợp có tên spectra Hệ thống này được trang bị các cảm biến bố trí xung quanh máy bay, cung cấp khả năng phát hiện, nhận dạng và xác định mối đe dọa. Hệ thống này giúp phi công nhận thức được tình huống, đưa ra biện pháp đối phó phù hợp nhất, tăng khả năng sống sót cho máy bay trong chiến đấu. Máy bay được trang bị hai động cơ phản lực Smegma M88, lực đẩy thô là 50 kN trên một chiếc, 70 kN có đốt sau. Động cơ này sử dụng hệ thống kiểm soát nhiên liệu kỹ thuật số, giúp tăng lực đẩy, tiết kiệm nhiên liệu và giảm bước xa hồng ngoại. Giới phân tích cho rằng, tuổi thọ khung thân lẫn động cơ của Rafale hơn hẳn so với Su-30 hoặc Su-35. Tốc độ tối đa của máy bay là 1.912 km trên 1 giờ ở độ cao lớn, 1.390 km trên 1 giờ ở độ cao mực nước biển. Rafael có tới 14 điểm treo vũ khí dưới cánh với các phiên bản B, C, 13 điểm treo với phiên bản hải quân. Tổng tài trọng vũ khí mang theo lên đến 9,5 tấn, cao hơn mức 8 tấn trên Su-30, Su-35 và Su-57. Rafael thường mang theo vũ khí hỗn hợp, cả không chiến và tấn công mặt đất trong mỗi nhiệm vụ. Tiêm kích Rafael đi vào biên chế trong năm 2000 và lần đầu tiên tham chiến trong chiến dịch Bình Minh Odyssey, thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Libya vào tháng 3 năm 2011. Trong một thông tin khác, có rất nhiều lý do để Nga không đưa máy bay ném bom chiến lược Tu-95 tới tham chiến ở chiến trường Syria. Một trong số đó là do loại máy bay này có tuổi đời đã khá cao mặc dù không sử dụng loại máy bay ném bom chiến lược Tu-95 thường xuyên trên chiến trường Syria, nhưng loại máy bay này hoàn toàn không phải là vô dụng khi cuộc xung đột tại Syria là cuộc xung đột cục bộ, cường độ thấp. Do vậy, Nga không nhất thiết phải mang dao mổ trâu để giết gà. Tuy nhiên, Nga cũng tận dụng chiến trường Syria làm nơi thực nghiệm loại vũ khí chiến lược này. Ngày 26 tháng 9 năm 2017, một tốp Tu-95MS đã phóng tên lửa hành trình tấn công vào các cơ sở của tổ chức cực đoan thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại Syria. Top 3 chiếc máy bay Tu-95MS thử nghiệm đã cất cánh từ sân bay Engels ở miền nam nước Nga, phóng tên lửa hành trình KH-101 bay qua không phận của Iran và Iraq, phá hủy rất nhiều sở chỉ huy, xe thiết giáp và các cơ sở sản xuất vũ khí của IS ở khu vực ngoại ô các thành phố Ellipse và Homs của Syria. Hiện nay trên chiến trường Syria, không quân Nga thiên về các nhiệm vụ chiến thuật như giám sát chiến trường và hiểm trợ trên không. Yêu cầu để thực hiện các nhiệm vụ đó là phản ứng nhanh và cần các cuộc tấn công chính xác. Với nhiệm vụ như vậy, có lẽ những máy bay chiến thuật như Su-25, Su-24 và Su-34 sẽ phát huy vai trò tốt hơn, bởi vì chúng được trang bị hệ thống trinh sát, ngắm bắn và điều khiển hỏa lực tương ứng. Ngoài việc sử dụng các loại tên lửa không điều khiển và bom rơi tự do, những loại cường kích chiến thuật trên còn sử dụng các loại vũ khí dẫn đường chính xác như bom liệng KB-500 và KB-1000. Nhưng oanh tạc cơ chiến lược TU-95 không có các thiết bị quang điện ngắm bắn như các loại máy bay cường kích chiến thuật. Nó chỉ phù hợp cho nhiệm vụ ném bom chiến lược như giải thảm vào các mục tiêu có diện tích lớn như các kho tàng, căn cứ quân sự lớn. Cho đến nay, chưa có thông tin nào về máy bay ném bom TU-95 đã được nâng cấp, cải tiến tương tự như máy bay ném bom chiến lược B-52H của Mỹ, để làm nhiệm vụ hỗ trợ trực tiếp trên chiến trường. Do đó, sử dụng TU-95 trên chiến trường Syria hiện nay là không còn phù hợp. Ngoài ném các loại bom thông thường không điều khiển, máy bay TU-95 chủ yếu được trang bị các loại tên lửa hành trình chiến lược như KH-55 và KH-101. Việc sử dụng các loại tên lửa này rất tốn kém khi mỗi quả tên lửa như vậy có giá tới hàng triệu đô la không chỉ tốn kém về vũ khí mà còn tốn kém cho việc bảo dưỡng. Công tác chuẩn bị trước khi thực hiện nhiệm vụ của TU-95 cũng tốn nhiều thời gian hơn so với các loại máy bay chiến thuật. Do vậy, TU-95 thường được sử dụng tấn công vào các mục tiêu chiến lược quan trọng hơn, nhưng có quá ít mục tiêu cấp chiến lược ở chiến trường Syria để dùng đến TU-95. Thời điểm năm 2017 là giai đoạn nhạy cảm về mặt chính trị, khi Trung tướng Quân đội Nga Asapov bị thiệt mạng do pháo kích của quân khủng bố tại khu vực vì về phía Nga đã xuất kích TU-95 để trả đũa. Mặt khác, TU-95 là loại máy bay ném bom chiến lược. Việc sử dụng máy bay ném bom chiến lược trong chiến tranh thực chất là một hành động leo thang. Nó không giống như việc điều động một máy bay ném bom chiến thuật mà khi dùng những loại máy bay này sẽ là một lời cảnh báo chính trị rất mạnh mẽ. Vào năm 2017, việc sử dụng máy bay ném bom chiến lược phóng tên lửa hành trình tầm xa đúng là đòn giết gà bằng dao một châu. Cũng là đòn Nga cảnh báo cho các đối thủ Mỹ, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ cũng như lực lượng khủng bố tại Syria biết rằng không phải Nga không dám hành động mà khi nào cần hành động mà thôi. Tuy nhiên, quân đội Nga cũng thường sử dụng một loại máy bay nắm bom chiến lược khác tại chiến trường Syria là Tu-22M3. Từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2016, quân đội Nga đã xuất kích Tu-22M3 ít nhất là 5 lần một lần thường xuất kích theo đội hình 6 chiếc. Mỗi chiếc tiêu 22M3 bách phai mang theo 12 quả bom thường, không có điều khiển như OFAB 250, 270 để nhằm ném bom các sở chỉ huy của lực lượng vũ trang chống chính phủ Syria, chạy huấn luyện giá chiến, kho đạn, công trường chế biến dầu, xe bọc thép. Máy bay TU-95 vẫn giữ một vai trò lớn trong việc mang và phóng các tên lửa hành trình tầm xa của lực lượng không quân chiến lược Nga. Còn trên chiến trường Syria hiện nay, Việc sử dụng máy bay TU-95 để tiêu diệt các nhóm khủng bố nhỏ lẻ vừa tốn kém, thậm chí không hiệu quả bằng những loại cường kích chiến thuật như là Su-24. Bản tin quân sự của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin quân sự tiếp theo.